Hello, em nghe xin chào cô dì chú bác cùng các anh chị em đồng nghiệp nghe và các khách hàng của em xin tổng chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng lâu rồi, hơn 10 ngày rồi, em cũng tranh thủ để chỉnh video để giới thiệu mẫu đồ cho cả nhà mình nha. Trước khi lên những mẫu đồ, em sẽ chia sẻ cái mẫu quần ống rộng mà giả váy á cả nhà. Tại nhiều chị em nhắn tin hỏi em quá rồi, sẵn nay em chia sẻ luôn coi chị em nào cần thì mình áp dụng nha. Cái quần của em là chiều dài nó 65 đó chị em đó. Rồi mình đo từ cái mí giải vô, chị em chừa cho em là 12 phân nha. Chừa cho 12 phân rồi để chị em lấy cái đường dài. Cái này là em chỉ cách cắt cơ bản của em, còn chị em mình có cắt thân nhỏ thân lớn thì mình cộng trừ sau nha. Mình đo từ cái mí quần đó, từ cái mí đó mình đo và mình lấy cái mông quần của mình ha. Mình lấy mông quần của mình cho xong. Từ mấy kia cái chị em đo từ cái phần ống á, cái phần ống đó cho đó đến ra da 10 phần. Chúng ta gạch thẳng lên cái đường sườn ở trên luôn nha. Chúng ta sẽ gạch thẳng tuốt trên cái đường lưng ở trên, đó là thẳng lên. Còn cái chiều hao chỗ đó bao nhiêu thì cởi nó đi, mình chỉ lo cái phần ống với cái hàng đó mình kéo thẳng lên như vậy thì nó sẽ có cái độ xòe của cái ống quần á. Rồi cái ống quần đó là em lấy 42 em chia ra làm hai nha. Chia ra. Chúng ta đo gạch thẳng lên đường đáy rồi chúng ta sẽ chia cái phần ống quần ra làm hai. Từ cái mí lai chúng ta đo lên phân rưỡi đánh cong. Đánh cong xuống bên kia cũng vậy. Đó, đánh cong lên đó là thành cái ống quần rồi đó. Vậy là nó sẽ dãnh dãnh xè xè giống như cái váy vậy cả nhà. Rồi chúng ta chừa cái đường lai, chừa đường lai 2 phân à. Cái đường lai lớn quá cái nhìn nó bị thô quá, nó không có đủ. Lai nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái mình chừa đường mai đó. Mình chừa 12 phân có nghĩa là mình chừa đường mai với 2 phân đó, chứ mình lấy cơ bản là 10 phân à, chị hao 10 phân à. Rồi mình cũng đánh cắt túi bình thường nha. Rồi mình chừa đường mai rồi mình cắt. Những cái quần này chị em mình xuống đáy cho em là tầm 30 tới 31 nha. Tại vì nếu mà đáy ngắn quá mặt nó bị không có đẹp, nó bị treo á, nó bị bại á. Những cái quần ống rộng thường là mình xuống đáy sẽ dài hơn là những cái quần ống nhỏ của mình. Cái này là em cắt thân lớn thân nhỏ cho nên là sẽ trừ bớt ra. Và tùy chị em của mình cắt của mình khác nhau, em chỉ là cắt cơ bản đó. Cơ bản của em cắt là vậy, chị em mình có áp dụng được xài thì sử dụng ha. Tại vì đôi khi em mặc á, cái nhiều mấy chị thợ rồi á, khi hỏi em cái cách cắt quần làm sao thì nói chung em cũng từ từ tìm tòi suy nghĩ ra thôi. Mà em mặc lên thì may lên mặc thấy ok á, cho nên là sẵn em chia sẻ cho cả nhà mình xem luôn ha. Rồi giờ cách bắt đầu em cũng ngại chia sẻ lắm. Tại vì chín người thì 10 ý, còn người cắt cách này, người thì cắt cách khác nhau. Có khi thấy lên trên bạn em sợ bị ném đá không chừng đó. Tại vì em đăng ở bên Facebook á với bên TikTok á, rồi nhiều chị em hỏi quá rồi sẵn rồi em quay cho chia sẻ gửi riêng cho mấy chị em đó, rồi thôi sẵn em thảy lên trên YouTube này luôn. Mình có áp dụng được thì xài này xài. Em đang cắt hình như là 60 bộ cho cái người có chị khách đó thích một quần ống rộng không à, dài ngắn gì cũng thích quần ống rộng không à. Chị nhận hàng rồi mà cũng ok lắm. May là 6-7 bộ, khi mười mấy bộ. May quần là giỏ váy, quần ống rộng, chứ không may quần ống nhỏ nha. Đủ màu, nhưng mà đặc biệt là chị ấy thích màu sáng không, không thích màu tối nha. Sáng thiệt sáng cỡ nào cũng được, nhưng mà không có chuyện màu tối. Chị cũng đô người mặc cũng cỡ 70kg á. Cho nên là em mặc đồ của chị cũng rộng lắm. Chị em mình thử áp dụng mai theo em thử coi được không. Sẵn đây em cũng chia sẻ cái kiểu áo của đồ đó luôn á. Áo này áo đô ngang, cổ vuông, em có khói ren đó, đó là đường viền kim tuyến, viền thun á. Và cái nó giờ cái vai rờ đúng ha. Vai thì bằng ren luôn. Cái này là ren lưới. Kiểu này dễ mai, dễ sử dụng, dễ áp dụng làm. Gen thì mình không có gen này, mình làm gen khác vẫn được, không phải nhất thiết thì phải kiếm gen giống em. Em mua hàng livestream đôi khi qua đợt rồi chị em mình kiếm cũng không có nữa.
mà em chỉ chỗ cửa hàng đó nhưng mà mua cũng không có đâu, cho nên là mình có cái gì mình áp dụng mình xài cái đó đi ha. Đó, đơn giản mà dễ thương nè, đồ chét đồ là mặc lên trắng tư. Cái những cái mẫu đồ này thường là cái áo ngắn không mà những cái quần thì đó em may xong rồi đó, 6 bộ em mặc thử vòng vòng cho em mình coi ha. Em mặc rộng lắm, ở sau bớt một đống luôn, cái quần cũng bị rộng nữa. Mà chị ấy mặc đẹp nha, chị ấy mặc thẳng thớm hơn em, vừa dặn hơn. Em mặc rộng cái nó dùng những cái kiểu này thì em bữa hổm cũng lên bộ nhiều mà dễ thương quá à, mà người trẻ chung nữa. Màu hồng thun sô len, chị ấy thích thun mịn mịn thun sô len nhưng mà đó, tới cái màu xanh, xanh này xanh ngọc. Cái quần bay thương quá. Chị phái tay lá không à, tay lá bự thiệt, bự gì vậy, bèo nhúng. Lần nào điện về kia mai rồi em ơi, rồi chị 6-7 bộ gì em rửa tông màu thì sắp sáng chị nghe, đỏ là phải tươi nha, đỏ không tươi là không chịu à. Đó, nãy em ghép đó, bây giờ lên thành bộ đó cả nhà, dễ thương ha. Mà cái tay còn đâm tắt giải gì, những cái tay xè xè lớn gì nó hao giải đó, cắt nguyên cái vòng tròn bành kỳ. Đây tới màu xanh, xanh này còn nhỏ sáng cực kỳ luôn á, lá này là lá mạ, phối đen, tay đâu quanh đen ha. Cái này mặc ở nhà nhìn dễ nhẫn dễ thương á. Em lên hết luôn, em lên giáp cái đường đồ này cho cả nhà mình xem luôn. Cái này là nách liền thăng rộng, chởi vai luôn. Nên phối ren là cái phần thân trước, thân sau không có phối nha, phối thân trước à, chồng ren lên. Bên thì dây á, dây bẹ kiểu ha, trẻ chung mua đen. Chị này cũng chị này bốn mấy, 50, cỡ tầm 50 giờ tuổi rồi, mình nhí nhảnh lắm, phái gì sáng mà trẻ chung lắm. Đợt này em cũng về thêm mẫu tâm lạnh phối, chứ tâm lạnh bông nguyên bộ. Đợt này là may giải tâm lạnh là nhiều rồi cả nhà, tại vì tâm mát, mặt mát mà cái bông nó sang sang không, mà ngay cái đợt này công nhận cứ may đó là nhiều nha. Để hồi em giới thiệu những cái mẫu giải với cái mẫu đồ em cũng mới may xong cho chị em mình xem. Cái này là thun quẩn châu đen nè, cái tay này dễ thương quá, tự nhiên em thấy cái tay này em cưng quá à. Đó, mấy cô Trung Liên mặc cái tay này cũng thoải mái và cũng sang nữa nè, đẹp hen. Em cũng mới may xong cỡ đâu cũng chục bộ đồ đen hay gì, đồ đen em là nhiều mà em chưa có thử kịp, chưa trang trí luôn nữa, mới may xong mà đợi đó mà chưa có trang trí thôi. Vô đây em chỉnh tiếp này cho cả nhà mình xem cái đi, cũng lâu rồi. Đây là màu sọc dệt nha chị em, thun này thun xốp sọc á, mà nó hay sọc dệt. Sau này là xanh lá dễ thương, màu đơn giản mà đẹp ha. Mấy hôm dài do là quá bận rồi cả nhà, chưa giới thiệu mẫu đồ cái nữa đi, rồi cái em nói lý do em bận là gì. Đây, cái này là súp Nhật ha, súp Nhật và da thật sao nè, nó mọc nó mát hơn, kiểu nó chỉ cưng ghê không. Cái hổm này nó là cổ yến mà cái này em làm dây bẹ nè, cưng gì đâu á chè. Cái mẫu đồ phải phái gì đâu, đây thương tâm lạnh nè. Thì trước em cứ giới thiệu mẫu giải rồi đó, này em lên đồ à. Mặc những cái bộ đồ thun tâm lạnh này rồi là không muốn mặc những cái thun khác luôn, nó mát rượi, nó nhẹ hiệu, những phái gì đâu á. Ở dài là do bệnh đau mắt cỏ đó. Chắc cả nhà mình cũng biết là cái bệnh này nó tràn lan lên với nhà em là bị hết, là do mấy đứa con với cháu đi học ở trường đó, rồi nó lây thì nó về, nó lây cho cô dì, dì chị em vậy nè, vợ chồng con cái là lính dính hết trơn, không ai mà khỏi hết. Người này mà vừa gì hết là tới nói tới người khác đó. Bởi vì là người này bệnh tới người kia bệnh rồi, cái mai không có nổi, nhỏ em nó cũng bị đó. Đó vừa hết là tới em bắt đầu mai cắt gì cắt mai gì làm, mà không có chạy gì hết trơn, nghỉ cũng hết cả tuần.
để xây ngang cái em chạy em đi nuôi em gái em nó xanh cái nữa, cái em 2 tuần nay là em không mần được gì hết. Đồ bây giờ là ủng ứ vô quá trời nhiều luôn á. Thợ em nhìn mà em muốn trầm cảm luôn cả nhà. Đồ có nhiều, một ngày da 10 bộ mà cả nhà nghỉ đi 2 tuần nay là không mần được rồi, không có da đồ được á. Nhìn vô đống đồ tự nhiên cảm thấy là kiệt sức cái ọc luôn á chàng, tuột dốc luôn. Bây giờ cả nhà cũng thông cảm, giờ đợi em nghe, em cũng là em nhận là mai hết em sẽ trả đơn hết, trong tuần tới là em sẽ hứa sẽ trả hết cho cả nhà mình em. Còn những cái mẫu đồ này là em quay lâu lắm rồi, quay chắc cái tầm con tháng trước gì tới giờ rồi em mới đăng lên được. Đó, cái này thì cũng là hôm giờ em quay cũng lâu rồi nè, cho nên là em mới đăng lên chứ 2 tuần nay em không mặc được gì luôn. Cái này là cái trung tâm lạnh nha, cái màu cũng là trung tâm luôn, em phối quần là quần bông dễ thương nghe. Đồ này mình mặc đi chợ hay đi chiều đi đâu rồi cũng được, sang với nó sang thì nó thoải mái nữa, chiều đi chợ đi ăn cái gì mặc láo luôn. Em là em ngút hết, không có ngán đi đâu mặc đồ bộ mà. Đam mê đồ bộ. Cái sắc trắng đen gì mình có thể phối áo trắng hoặc là phối áo đen sao cũng được. Giờ tới giai đoạn phối rồi cả nhà chuẩn bị tư thế nha, rồi mẫu được kiểu đặt nha. Vì cũng hơi nhiều rồi, nhiều mẫu lắm, em có đăng bên đây không biết nha. Nhiều mẫu giải và đa số là trắng đen là nhiều nha, áo thường là áo trắng, áo đen hoặc là áo màu da, và nó dễ phối tại vì cái tâm quần nó da là vậy á. Đây, đây là cũng bông trắng đen nữa ha, eo vì mà em phối áo đen cổ tròn, tay áo này là áo lay bầu, cố gắng bên đây cái túi như túi giả gì như mà phụ kiện nữa, toàn ten cho trẻ trung dễ thương ha. Đó, cái này em cũng phối luôn mà là màu cacao, em mới biết được kêu là cái tên màu cacao đó, hồi trước thì thôi kêu màu nâu không nào, vậy là kêu màu nâu rồi đó. Nhờ trong bản giải hay nghe bạn cái bản giải người ta để chữ vô mà cacao mới biết. Cái này hôm nay tay rớt vai ha, cố gắng cái nơ to to một bên cho phối với hợp với quần, phải lấy dễ quần phối làm cái nơ thì đồ lửng, cho em may đồ dài cũng được, may đồ lửng thì mặc nhà nó gọn đó. Tông giải này em về nè, đó, màu hồng đó là màu hồng hồng dâu nha, cái màu da nó cái bông này gì cũng hơi nhiều màu, cái màu da rồi trắng đen rồi đen đen bông vàng vàng đó, cái chữ vàng, nói chung là trắng đen là nhiều, em mình dễ lên áo á đẹp không, mà mấy cái này lên quần ống rộng đồ hay là quần ống suông ống loe ống nhỏ mọi thứ đều ok hết đó. Cái đó là màu còn này màu dòng bò đây, tới màu cánh gián màu vàng, kêu màu vàng đi, màu cánh gián kia không hiểu nó giống cái quần người mặc này nó màu vàng, còn đây là trắng đen đó. Cái trắng đen đấy em lấy nhiều lắm luôn á, nhiều khách thích nên lấy nhiều. Cái dòng chữ này cũng thịnh hành nữa nè, nhiều mẫu cả nhà. Nó hỏi cũng khan tiếng đó, mắt em còn sưng đó, em chưa hết bệnh nữa, sưng cả tuần vậy, con mắt nhìn ra dân đi khóc vậy. Mấy bà là mày đồ hỏi làm gì khóc, nó đâu có, đang mắc bị bệnh. Mấy bà nhanh nhanh né đi về nha, để chừng nó lây vậy. Đợi lấy đồ bà né nha, em cũng không dám tiếp xúc với khách nhiều nữa, sợ lây cho người ta. Có bệnh lây giả mang thì chứ, nhìn rồi lây à. Mà nó cũng không tác hại gì, nó chỉ sưng nó làm mình hơi khó chịu thôi, chứ không có nhức nhói gì. Mà cũng như không có thoải mái gì đó. Nhỏ thuốc uống thuốc vài ngày hết rồi, mình cũng không có quá lo ngại vấn đề đó nữa. Đó, bây giờ đen nữa đó. Em phối one ren. Mấy cái mẫu này nhiều chị em mình thích. Nhìn sang ha. Hồi trước mình ngại là phối trắng đen đồ, ai ngờ người ta lên cái đẹp ghê ha. Đó, ô phối đó. Những cái mẫu giải mà em phối cho sẵn nè, đẹp đẹp mà mấy gì cái lên đồ mặc sang lắm. Chị em mình thích những cái mẫu này chụp lại ha, nhanh nha, không thôi chụp chơi chởi qua em cái báo hết nữa. Trời ngày là hết rồi cả nhà, em đăng lên nhà bữa là bán hết. Đôi khi cái chị em hỏi là em không còn, tiếc là tiếc vậy đó.
Đó là Thương đề xuất Thương nhỏ ha. Và video em cũng đã dài, em xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Nếu thích cho em một like, một lượt đăng ký nha cả nhà. Em sẽ cố gắng lên nhiều mẫu đồ, nhiều mẫu giải cho chị em mình có sự lựa chọn nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video gần nhất đây ha. Bye bye.